Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Buổi chiều hôm nay mấy chú cháu có chuẩn bị là một mớ cá phèn nha cả nhà. Đặn cái này làm đồ ăn cơm. Cá phèn này thì mình làm món là kho tiêu. Rồi bên đây thì có ba con cá chê vàng nha cả nhà. Giờ hỏi làm ba cá chê là mình nấu canh rau má hả? Rau má đó. Rồi vậy Thư, anh Thư với Út Thư đi bẻ rau đi. Rau rau má đi. Ngoài vườn á. Chị nhà cho bằng cá cho. Rau má này tốt hả chú Sáu? Ừ tốt. Cái này mà về mà sai là mình uống mát đó nè. Nước dừa. Rồi bỏ nước dừa vô. Bỏ nước dừa vô. Rau má này mình có gãy con gì không mà tốt như chú Sáu? Không có nhiều cái gốc chanh nó ăn phân chanh này kia đó. Nó vàng xanh hơn ngoài này nè. Ngoài này nó không có phân nó vàng hơn nè. Nó ăn ké mấy cái cây này ha. Ừ, nó ăn ké mấy cây chanh nè. Tư phân nước nó tốt. Con mà đó. Lâu lâu chú Sáu mới gãy phân chanh một lần. Vậy là. Cái này vô chấm cá kho hay là thịt kho cũng ngon lắm. Nấu canh cũng ngon. Bây giờ mình hái đem về nấu canh cá chê vàng này hả? Dạ. Ừ, đó ngon dữ rồi. Rau má ăn nó mát. Rau má vừa. Ừ, rau má này ăn mát. Rồi rau má này những người ta không biết ăn, có người không biết ăn thì chắc có thể ăn không được hay chú Sáu. Nó hơi đắng á. Chê đắng không? Nhưng dạ. Mà đã chế cái đắng nó mới ngon. Dạ. Lúc trước còn ăn cũng không có được nữa. Ừ, chế rau má chồng là không ngon đâu. Rau má chồng không phân không. Chút đắng giả tạc à. Một bụi này là đủ ăn luôn á chú ơi. Quá trời nhiều nè. Cái gỗ luôn. Biết không? Tao nghe không ít mưa nè, đúng không? Mưa nó dữ lắm. Dạ. Ít xíu cái nào, nó ngon ghê. Cái này nó lá nó bự. Ừ. Hái được chút xíu mà nhiều. Luôn cái cộng luôn, cái mấy ngày tối luôn rồi cái luôn cái cộng luôn. Cho em bẻ hết bụi này luôn đi chú ơi, để nó già cái nó cũng ngủ nó lên nó già. Dạ. Qua cái tớp này đi. Dạ. Cái này bứt sát gốc quá hả chú? Vậy nè. Cái cộng ăn được. Ờ được luôn, ăn được luôn. Má luôn cộng. Thấy hả mà Thư? Mình bứt sát ở dưới rồi nó có lên không? Lên. Mình bứt sát nó mới ngon. Sát như vậy nè. Đó, dài. Bứt đại đi con về lửa lại. Ờ bứt sát đi rồi mình về mình lửa lại. Ngồi lại. Em cũng bứt ngang không à. Ngồi đây nắng. Ờ nhổ lên vậy nè, nhổ đại lên vậy đó. Nếu mà về nhà mình lửa lại ngồi trong mát thì mình vậy thì về khỏi lửa mất công, về lửa lại đi. Thôi đầy luôn rồi nè. Đông mà con. Ờ qua chợ lùm hết đi. Cho nó mọc cái khác lên mai mốt còn qua nhổ nữa. Dạ. Ô trời ơi. Nó ít có cỏ lộn ha. Dạ. Cái này ăn vô vườn sợ. Ừ. Sợ thuốc. Rau má ở ngoài chợ bán á, rau má trồng á nhìn là mình biết liền ha. Sợ thuốc bồi dưỡng luôn á. Dạ. Nó cắt, nó chiều cắt. Chiều nay sạch là sáng mai hái luôn đó chứ. Ừ. Con này chú ơi sạch. Dạ. Rồi thôi như đây đủ rồi chú ơi, chắc cũng nhiều rồi, thôi mình vô đi, vô nấu canh ăn chiều rồi. Cho lậm thêm đi, thêm dạ. Cho nó nhiều chút đi. Thấy đủ rồi đó. Rồi. Gỗ luôn à. Dạ đổ đầy rồi, thôi mình vô đi ha. Rồi. Dạ. Vàng gãy này tốt quá trời luôn cả nhà ơi. Mấy bữa nữa là có bé bông rồi đó. Dạ. Cái này là bí nha cả nhà. Này bí. Bí đâu. Trái nè. À, mấy cái trái này vậy chứ chừng 10 bữa bấy, là 7 8 bữa cho lại rồi. Dạ. Màu lớn lắm. Màu lắm. Nó vừa bé non chứ đâu có bé già nữa. Rồi dạ. Dạ. Bí cái... tốt quá chú Sáu ơi. Ừ. Nhìn đảo rồi. Mặt trái ha. Nhìn lớn hay chú? Ừ, trái này bự rồi nè. Chưa nè. Bẻ rồi chưa. Trái này vành kỳ luôn nè. Trái này chừng 3 4 ngày nó bẻ đi nè. Dạ. Bữa hôm mình đi là nó mới bò hả? Cái này là của bạn chú Sáu phải không? Của bạn. Dạ. Nhưng mà cái này hổm trồng mưa dầm nó chạy 1-2 giây á. Dạ. Nó héo nó chạy dây đó. Dạ. Đây, trái bự luôn. Trời trái này bự nè, mấy trái này mày ăn được luôn rồi chú. Này cỡ hơn chừng 2 ngày nữa nấu canh được. Dạ. Đậu dữ, mắc trái nè. Lên hết trơn. Dạ, cái này tốt rồi. Nãy giờ mấy chú cháu cũng bẻ rau vô xong rồi nha cả nhà. Giờ thì Quyên đang lặt rau nha cả nhà với Út Thư với chú Sáu. Rau nhìn cái là biết ngon liền hả chú Sáu? Này là đậu hành hả Thư? Dạ. Giờ em sắc xong rồi giờ em ướp cá chừng 5 phút rồi em mới kho. Cho nó thấm cá ha. Dạ. Này cũng có kinh nghiệm dữ ha. Bữa nay đổi đầu bếp lên sao hả anh Hải? Đổi đầu bếp. Bếp. Thì không bếp hơn đầu bếp. Bếp.
Gái nó ăn khéo lắm. Má ơi, má cho con ly gạo má. Bye cho con ly cana. Đó, tới đó. Vậy à, thêm miếng đường nữa ha. Dạ. Nước mắm rồi đường. Đường muối bột ngọt vậy đó anh. Ừ. Mình nêm bình thường á. Ủa, có cái đất này nè. Có. Ủa, cái đất này hồi nấu canh hay là mình ăn sống vậy? Cái đất này lâu lắm rồi mới gặp lên đi thấy. Ồ. Có thêm cái cà bắp nữa. Con cá hòa. Trời ơi. Miếng mỡ phi nữa là xong ha, nước màu nữa ha. Nước màu nữa. Đèn thấm rồi. Đồ quá bánh hay gì đó thôi. 5 cái mấy. Để miếng muối, lấy miếng muối lửa vô đây cái này. Tí hành phi nữa. Đâu bỏ rồi. Rồi mình trộn lên. Muối này nè. Chứ sao không thấy đường nữa. Chứ sao hả? Đeo kiến luôn. Mới được á. Cá phèn này là kho là đúng bài luôn á ha. Cá phèn ăn ngon nó ngọt. Ngọt thịt. Dạ. Nạc nó ngon sự hơn. Cái này mấy người lớn tuổi ăn thích. Rồi, cái này mình để khoảng chừng 50 phút gì đó bắt đầu dạ. Kho. Nãy giờ em ướp cá cũng thấm rồi. Bây giờ em kho cá nha cả nhà. Thấy cái nồi cá này chưa chín là thấy đói bụng tới rồi đó. Đậu cá vô nghe thơm thơm mà nó khoi khoi lên nghe thơm thơm. Thôi đói bụng chưa? Em đói rồi. Sao không hỏi anh nè? Anh Hải, anh đói bụng chưa anh Hải? Anh đói từ nãy giờ lâu lắm rồi đó. Quang nấu canh hay gì Quang? Chú Sáu đi bỏng mít à. Rồi cơm hôm nay là anh bao luôn á, cơm cháy. Cơm cháy ăn này ngon nè. Đúng rồi. Ừ. Cái này hồi mình để một mớ tiêu xanh với ớt này vô nữa hả? Dạ. Cuối cùng á, mình bỏ tiêu với ớt vô. Ủa mà sao người ta nói bỏ tiêu cho ngọt mà bỏ gì cho thơm ta? Bỏ tiêu cho đời ngọt, bỏ hành cho thơm. Ừ, sao là tiêu mà cay mà sao là ngọt? Không biết luôn nữa, tại câu đó giờ nghe nói vậy thôi. Để về bữa giờ ta tìm hiểu mới được. Đất lửa không? Kệ để về cho cá nó săn lại chứ. Rồi bắt đầu mình mới cho miếng nước vô nữa. Nước nãy giờ thì em cũng có khử tí mỡ thơm rồi. Giờ em cho cá vô chứ. Thôi nước sôi rồi cá nó bị gã, nhanh gã. Để sôi lên mình vớt cá gạo rồi mới cho gạo vô ha. Dạ dạ, để thôi cá nó gã. Ừ. Sao ổn Tư, rửa gạo xong chưa? Dạ xong rồi. Rửa sạch nha trời. Yên tâm em rửa mà. Rồi giờ em đổ cái cơm vô. Cho nó cơm này vô cá, cá nó mới ngon. Nó sệt sệt. Ừ. Cái diện nó chấm gạo mới ngon ha. Dạ đúng rồi. Còn bên đây thì Hải đang sắc hành nha cả nhà. Chuẩn bị nguyên liệu, nguyên vật phụ liệu cho đầu bếp chính. Bên đây là phụ bếp luôn rồi nè, xuống phụ bếp luôn hả? Lâu lâu xuống phụ bếp bữa đi. Phụ bếp cho người đẹp mà. Ừ. Nay anh Hải phụ bếp chắc ăn cơm ngon lắm. Tao thấy thường thường nó không có làm gì chứ đúng không? Bò nhỏ tao nữa mày. Để đây biết tụi bằng cá rồi cực khổ lắm không? Cái này giờ mình để mớ ớt lên trước đi. Mình hồi chút xíu cho ớt nó giống như nó chín nó mềm nó chín á. Nó ra nó ra mùi nó thấm vô con cá ăn thơm. Anh Hải cắt mình hay đem đi. Để cái đi mình. Đỡ nguyên trái ăn cho đã. Nguyên trái luôn hả? Rồi nguyên trái hả? Trời ơi. Ừ. Rồi em bỏ tiêu. Tiêu lên luôn. Chứ là này là mỡ. Mỡ heo. Mỡ heo. Sắc mỡ. Sắc mỡ. Sắc mỡ. Lại lấy mấy cái cái á. Nó mới thơm, nó béo đó. Hôm nay giờ bới cơm đang trước quá. Ăn trước đi anh. Hỏi cần canh cũng được nữa. Cái mỡ đó ăn với cơm nóng, nước mắm cũng ngon. Phải không? Thiệt không? Ừ. Cái này tầm chừng khoảng chút xíu nữa là mình nhắc xuống được rồi hả Thư? Dạ. Trời nhìn hấp dẫn quá. Thư, em khô em tấu chưa. Em khô nhìn hấp dẫn quá luôn rồi đó. Chị thấy chị không thèm. Thư thấy khò cá này êm nè nha. Thơm đó. Thơm. Không biết nêm nếm sao chắc cả nhà cũng thường làm cho mẹ ăn hay gì thôi. Dạ.
Ăn cái miền Tây mình giỏi thiệt ta. Trời em tập làm dâu mà. Ghê ta. Mà chưa có ai hốt hết trơn á. Có tình yêu chưa? Chưa có mảnh tình kết giai. Trời ơi, mà tập làm dâu. Không muốn có chồng rồi. Giờ tập là vừa đó. Này mình ăn với cá kho ở đây thì nãy quen có bẻ thêm một mớ là rau càng cua với một mớ rau cải đất nữa nha cả nhà. Cái này là cải đất nha cả nhà. Cái đất này nó khác với rau cải trời. Nhưng mà nó thuộc lọ họ cải không à. Chứ cái này bẻ một trái cà tím ở ngoài á, ăn sống luôn. Cà tím bên trong nè. Ừ. Chứ cà bắp nữa. Bẻ thêm mấy trái cà bắp nữa vậy thôi. Dạ. Để vô hồi chấm cá. Ừ. Này em cho hành vô. Xong tới tiêu. Hết luôn. Ừ. Cay ăn cho hít hà cho nó đà. Anh Hải ăn cay không được á. Anh Hải anh cay không được hả anh Hải? Thì bỏ thêm nhiều vô nữa. Để em biết em bỏ thêm nữa. Trời ơi, cho đừng ít ít heo. Rồi tắt bếp đi. Dạ. Xuống rồi. Rồi vậy là quen bữa nay thua cuộc rồi. Chổng còn lũ củi nấu canh chổng kìa. Mới vớ cá ra nè. Mới vớ cá rồi hả? Ra vô nữa là xong rồi. Này sơ qua cái nữa là nó xẹp xuống cái là xong. Thấy nhiều vậy chứ để vô xẹp chân à. Ừ. Rau nhiều nó mát. Rồi giờ mình dọn chén ra đi. Quá trời đói rồi. Nghe cái mùi bây giờ không đói, nghe cái mấy cái mùi này cũng chịu không nổi nữa. Rau này chất lượng nữa. Rau dưa mà này. Cái này mình đừng có để cho nó mềm quá nha Quang. Vừa tới vừa tới em nhét xuống ăn nó mới ngon. Mình cho sâu lên cái nó nhét xuống đi ha. Dạ. Rau má nãy giờ nó cũng chín rồi. Em nêm lại cho xí nước mắm luôn. Nước mắm vô nó vừa. Rồi canh này hồi đảm bảo hết trơn luôn. Rồi cá cũng hết luôn. Rau đậy nhiều chứ để vô đây cũng đâu có nhiều ha. Dạ nó sớt chơn à. Ừ. Đúng rồi, cái tô không lò được không? Dạ được. Lát khỏi múc nữa. Lấy hành được chưa? Quên ha. Đói quá thì quên rồi. Ủa sao hành được còn chưa để hành vô mà sao. Tối qua cái quên luôn rồi. Rồi, đây là múc ra được rồi đó, đêm rồi đó. Cái này nãy em kêu Hải cầm tô cho đừng nóng. Hải vô cầm tô cho Quang nè. Ok. À, nó chơi rồi mẹ ơi, xong rồi mẹ. Không có chuyện đang ngọc mà để cho anh làm cho. Này. Nóng lắm, em chịu không nổi đâu. Buông đi, buông tay. Bỏng tay chết á. Nó nói gì thì đừng đổ anh tay anh nha. Anh tay anh cũng phóng nữa đó. Nhẹ nhẹ thôi, được rồi. Miếng đi cho nó đổ tay. Thôi được rồi, đổ vô tay thiệt đó. Rồi. Tiêu bọng gì nữa không? Không. Rồi cho cá vô. Để cá lên trên cái này xong. Rồi nãy giờ mấy đứa cháu nó nấu cơm xong rồi. Mời cả nhà dùng cơm với mấy chú cháu nha. Rồi xin mời cả nhà. Cả nhà. Nhìn cái nồi kho này của anh Thư nó kho là thấy chịu liền luôn á. Quá hấp dẫn. Vậy ta phải thưởng thức liền. Mời anh. Anh nghe má cho chơi dạ. Sao anh Hải? Cho em ý kiến đi. Từ 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 từ. Nó đang mong đợi. Đang cảm nhận. Ngon á. Ngon ha. Sao chú Sáu đi vườn đói bụng không chú Sáu? Đó. Ngon quá. Anh Quang nấu cơm á anh Quang. Ừ. Em thích ăn cơm này nè, không có khô quá. Vừa ăn ha. Vừa ăn ha. Có người thích ăn cơm nhão, có người thích ăn cơm khô. Mà con thấy cơm nào con ăn cũng được, chứ nếu có đồ ăn là con ăn được à. Con dễ ăn lắm. Dễ có đồ ăn được hả? À, có đồ ăn ăn mới được. Thôi làm dâu được rồi đó như chị Hân. Không nói đi nữa có chồng rồi. Anh giờ dâu. Anh phải nói thiệt nha. Nó ngon mà nó như là nó chưa có tới độ ngon.
nó chỉ vừa tới mức ngon thôi chứ chưa tới ngon tuyệt đỉnh. Tại mà mới em kho rảnh ăn nữa thôi. Đập lẹn thêm chút xíu nữa đi. Giờ mấy con nữa. Vào cái đất ăn vậy chứ thơm lắm á. Bùi bùi. Ừ, nó thơm. Thơm. Hai đứa đó giờ có ăn rau cải đất chưa? Em chưa nào vậy, em ăn cải trời mà. Em mới nghe cái đất. Bên này cải đất thử bữa ơi. Cải trời cải đất. Cải đất thì dám ăn, cải trời không dám. Cải trời ngon lắm mà chú Sáu. À ngon. Cải trời nấu cải trời nó canh lẩu hến là ngon lắm á. Nói gì? Sao không dám ăn kỳ vậy? Không đánh chết cải không đánh chết. Trời cái ơi trời. Trời. Ăn rau nhiều đẹp da. Ừ. Đúng rồi. Hai cầm trái hồng tôi chú ơi cho nè. Quá trời ngon luôn. Trái này vàng nín nè. Quang không giòn ha. Giờ đây chén sao chứ. Cái mùi cũng tự cả đất đó. Cái trời á. Mà nó thơm ha. Dạ. Rau này mình ăn gỏi lẩu hến là cũng ngon đó. Nói gì? Cá má hả? Rau cải đất á. Ờ. Lẩu mình nhúng vô của mình ra là ngon lắm. Không mà cá thứ này kho ăn ngon á. Làm như đó bụng quá. Nhìn dưới cao này tươi xanh luôn ha. Vừa ăn không chị? Vừa ăn thôi. Nay giờ vớt mấy cái mỡ hoài mà nó không lên. Béo béo. Chấp nước ớt. Cá kho rồi phải kho với chắc mỡ rồi kìa ha. Dầu không biết. Làm vậy chứ mệt mệt vậy chứ ăn cơm ngon hay chút xong. Rồi. Con cá chơi dài này mập quá trời mập luôn nè. Dạ. Thịt dài nhất à. Đúng dài luôn á. Cái chi vàng này, cái chi vàng đồng rồi. Cái có lợi cái chi vàng nó bán ngoài chợ đó, chú Sáu. Mà nó về hè luôn á, nuôi á. Nuôi. Nó cho ăn thức cái màu ăn, cái màu nó khác cái màu con cá này. Cái da đẹp mà. Đầu có bự hơn nữa hả? Có đầu nhỏ. Cơm cháy ngon chú Sáu. Ngon quá. Đây đây đưa đây đây cho con. Đưa kìa đưa. Bữa cơm cháy nha cưng. Để cơm nạc cho chú Sáu ăn. Để cơm nạc cho chú Sáu ông già ông ăn. Ba bển mà nhìn vào đây có hiu dữ ta. Anh còn trẻ ăn ba cơm cháy. Ừ. Có sao lưng đâu mà anh cũng thấy. Rồi anh cảm ơn. Chú Sáu ông bới sao? Quang luôn quang luôn nè. Chú còn. Anh quang cơm cháy ăn cơm. Quang không thích ăn cơm cháy cưng. Nó thích lắm, nó thích lắm. Rồi chén một đầy đi. Nha, chưa trả lời cho luôn á. Để cơm cháy anh Hải ăn. Thấy không? Ăn đủ hết gì cơm cháy ra đâu Hải. Mình còn ăn sao hết. Cho chị tí cơm cháy với. Trời ơi, luôn xong luôn rồi. Bữa nay cơm luôn. Bữa nay nấu cơm này nó vừa nhỏ nhỏ mà có cơm cháy ha. Bữa nay ngồi lệch hướng không nghe nồi cơm hết cơm cháy luôn. Không có, em cũng định để cơm cháy em ăn. Rồi, ngồi còn là fan của cơm cháy không à. Con ăn rau, cơm là phải có rau. Đúng rồi. Con rau ngon. Cơm không rau ngon ngon. Lúc nhất là cá kho nữa. Rau với ớt. Để ăn thử cá kho của thử kho nữa. Ngon lắm. Con rau này mấy món chưa có kho nữa. Béo lắm anh hả? Ừ, ngon quá. Canh này ngon lắm nè, ngọt nước. Nãy giờ chú ai cảm nhận món canh của Quang chưa? Ngon, chú ăn nãy giờ dạ. Mê luôn. Con mới ăn cá kho thấy ngon rồi đó. Gì hỏi? Tại không có cay nữa hả anh hả? Em cũng cay nữa. Mà không có ớt không mà ngon. Mà không có ớt thì ăn không được. Không cay là không được hả? Ăn cá kho mà không có ớt ăn không được. Chú Nguyên nằm cũng bài bản quá nè. Chứ sao em? Đủ các loại rau không? Quá thì rau luôn nè. Không biết vô dừa không nữa nè. Cái chi vàng này ăn bữa nó hết rồi, nước dịch xuống rồi hết. Dạ, hết cái đồng. Đông con của gà nước nó đổ dữ lắm rồi. Cạn dữ lắm. Nay người ta bắt nước rồi xả lúa hết trơn. Cả rồi. Xả rồi. Xả rồi. Dạ, hết nước rồi. Nước đâu còn đồng nữa đâu. Thì miếng vào cả đất vô cả nước.
vườn nét coi là đâu có dính. Đồng này kia nó cũng xuống mưa xong hết. Xuống mất nữa hả? Xuống nữa hả Phương? Né rồi nó sao nó cứ lầm hoài. Nghe lại đây đừng né, ăn nhanh này nè đó. Cay bình thường nè, không cần né. Cay nó cay là nó sẽ cay. Miếng cá nó béo gì đúng lên nãy rồi. Béo không? Anh thử coi. Gặp ông Bảy rồi ông nói, ông thiếu ông đòi rồi đó. Rượu hả? Dạ. Bảy rượu. Mà ông ăn rau cũng ngon lắm nha. Chú Bảy rau. Chú Bảy phải ăn rau. Thưởng thức món canh của ông Quang ngon lắm, ăn nhiều vô Quyên. Dạ. Ngọt nước ngon. Ăn nhiều ra cho tốt cho sức khỏe. Rau má này nó mát. Ăn sống cũng ngon mà nấu chín ăn cũng ngon nữa. Mát nhất là do của mình tự trồng. Đúng rồi. Không có xịt thuốc nhiều. Ngon. Ăn nhẫn nhẫn thôi. Ừ. Rau má trồng thì ăn không có nhẫn. Rồi đó nó mọc ngoài bờ bụi vậy, ăn nó đắng ngon. Dạ. Nếu nó trồng bán một thứ phân nó ngon. Nó đắng dữ thằng đắng luôn mà nó có hậu ngọt. Ừ. Đúng rồi, ăn có hậu ngọt. Còn mà rau đắng biển không ngon. Đúng rồi. Cộng nó bự nhưng mà nó ăn không ngon bằng. Nãy giờ mấy chú cháu cũng ăn cơm xong rồi. Xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà những video kế tiếp. Rồi, xin chào cả nhà.